Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe hai Thế dở của em ạ Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Hyundai Accent Số tự động, bản tiêu chuẩn ạ Chiếc xe Hyundai Accent nó thuộc phân khúc hỏa dòng xe hạng B Cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Toyota Vios Chiếc xe Honda City Chiếc xe Kia Soloto Hoặc là chiếc xe Mitsubishi Yashia Suzuki Siat Cũng như rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe thì giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe. Với giá miếc của chiếc xe Accent bản tiêu chuẩn này đang là 502 triệu ạ. À. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán đúng giá cho anh em nhá. Với giá đang là 502 triệu đấy ạ, à. Còn em muốn giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao, chi tiết bánh như nào thì anh gọi có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhầm nha. Vậy thì chiếc xe này Accent số tự động bản tiêu chuẩn này năm máy nội thì đang là 555 triệu. Trả góp thì đang là 160 triệu ạ. Còn tỉnh thì là 531 triệu, trả góp thì đang là 137 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh là 549 triệu, trả góp thì đang là 155 triệu ạ Và vẫn tặng cho anh em thêm một bộ phụ kiện Và tặng cho anh em thêm đó chính là một thẻ dịch vụ trị giá 10 triệu đồng anh em nhá Đó chính là phần giá xe và tàu đồng bánh ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ. Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m440, rộng là 1m729, còn cao là 1m470 ạ. Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m60 Còn khoảng sáng cầm xe đang là 15cm nhá Chiếc xe này thì nó khá là dài, rộng và cao đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Accent số tự động bản tiêu chuẩn này Nó sử dụng là đầu nó nhìn rất là góc cạnh Góc góc cạnh nha, giúp cho chiếc xe nhìn rất là cứng gáp, chắc chắn, thể thao ạ và có mặt lưới ca lăng, nó sinh là mặt lưới ca lăng hình lục rác dạng thác nước Viên xung quanh được mạ chrome, phiên bản này nó được to bản hơn Giúp cho phần chiếc xe nó nhìn trông nó thể thao hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho em về phần cụm đèn này Cụm đèn phía trước nó sử dụng là đèn halogen dạng projector Nhưng phiên bản này thì nó đã nhìn trông nó góc cạnh hơn ạ Có đây phần đèn gầm Đèn gầm nó cũng sử dụng đèn halogen dạng projector nhá Phiên bản này nó khác phiên bản trước nó được góc cạnh hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần sườn xe Phần sườn xe của nó sẽ là được dập nổi rất là nhiều Giúp cho chiếc xe nhìn cứng cáp hơn Chắc chắn hơn Thể thao hơn ạ Đó Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần à, bánh xe. Bánh xe của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm. Vành của nó vành 15 inch nhá, vành 16 inch doanh nhất duy nhất cho bản đặc biệt thôi ạ. Đó, phanh đĩa cho cả một bánh ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu ạ. Gương chiếu hậu của nó sẽ là cùng màu thân xe, thích hợp trên đấy sẽ là có xi nha trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện gập điện ạ. Và đây là tay nắm cửa là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa. Tức hợp trên đấy sẽ có nút bấm. Đó chính là có chìa khóa thông minh đấy ạ. Đây, tay nắm cửa cho mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nha Đó. Còn đây là bánh xe sau này dùng mình trước nhá. Bánh đúc hợp quy nhôm đấy ạ. Đấy, giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng không có cửa, sổ trời đâu ạ. Anten với cả nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc xe Accent số tự động bản tiêu chuẩn này sẽ là đuôi xe của nó nhìn trông rất là cứng cáp chắc chắn và rất là góc cạnh ạ. À. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cụm đèn. Cụm đèn phía sau của chiếc xe xe này nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, nó sử dụng là uh, đèn LED nhá. tạo ra chiếc xe thì rất là sang trọng ạ. À. về đây là đèn gầm và cản sau này nó sẽ có cảm biến lùi uh, 4 mắt này, 1 2 3 và 4 ạ à. và có cả camera lùi nhá. Lối bật đó chính là có phần cản sau nó thanh nhập chrome. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần uh, cốp xe này. Cốp xe của chiếc xe Accent này thì nó sử dụng là cốp rất là rộng nha à, Cốp rất rộng đấy ạ đó. Nhưng rất là tiếc chiếc xe này nó sẽ không có gặp được hàng ghế thứ hai thì Anh em để đồ dài, đồ rộng thì rất là khá là khó đấy ạ đó. Tiếp theo giới thiệu cho em về mức teo nhiên liệu ạ Mức teo nhiên liệu ở trong đô thị thì đang là 8 lít 53 Ngoài đô thị đang là 4 lít 99 Kết hợp trung bình đang là 6 lít 32 Khá là tiết kiệm cho chiếc xe động cơ 1.4 nhá Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần nội thất này Nội thất của chiếc xe Accent này nó sử dụng nội thất màu be kết hợp màu đen tạo ra không gian nội thất nhìn rất là sang trọng lịch lãm và đặc biệt nó rất là sang trọng đấy ạ à, và rất là sạch sẽ. Đó. À, ghế của chiếc xe này nó sử dụng đó chính là ghế ghế lỉ nhá không phải ghế da ghế da cho những chất bản bạc. đặc biệt đấy ạ ghế chỉnh cơ sáu hướng ạ ghế chỉnh cơ sáu hướng nhá. Đó. Ok tiếp theo giới thiệu cho em bên cánh cửa này cánh cửa của chiếc xe này nó sử dụng là cánh cửa màu be cái cả màu đen ạ. À. Bên cánh cửa nút bấm như sau, nó có lên xuống kính cho bốn cánh cửa này, khóa cửa này, chốt cửa này, điều chỉnh bốn mặt gương này, cục gương ạ. À. Ok, giờ sang phần hàng ghế thứ hai giới thiệu cho hàng ghế thứ hai cho anh em ạ. À. Đây giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai nhá. Hàng ghế thứ hai giống hàng ghế đầu tiên, ghế sẽ được bọc bọc lỉ nhá. Ghế màu be với cái màu đen ạ. À. Hàng ghế thứ hai rất tiếc nó không được gặp được hàng ghế thứ hai, được xuống được và nó không có biểu tí tay trung tâm ạ. À. Đây hàng ghế thứ hai nó tích hợp thêm đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai này. Đó. Và chiếc xe này thôi thêm có cổng sạc điện thoại nha. Tiếp theo giới thiệu cho về phần hàng ghế đầu tiên, đầu tiên đó chính là phần vô lăng. Vô lăng của sẵn là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da, giờ rất mạ, mềm mại, tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng. Bài này sẽ không có cruise control, đó chính là ga tự động duy nhất cho bài đặc biệt đấy ạ. Đó. còn có đây màn hình giải trí này, màn hình có sẵn là màn hình cảm ứng 10 inch có kết nối AUX USB Bluetooth định vị chỉ đường cho anh em. Clay giới thiệu cho hệ thống điều hòa này Hệ thống điều hòa của nó sử dụng là điều hòa cơ chỉnh tay em nhá Tự động thì dành như cho bảnh đặc biệt đấy ạ Về phần hộp số nó sử dụng là hộp số uh, tự động 6 cấp ạ Hộp số tự động 6, cấp nhá Đó. Còn đây giới thiệu cho em về phần phanh tay nó sử dụng phanh cơ đấy ạ Về hộp tựa tay trung tâm thì được bọc ra màu màu vàng be nhá Rồi giờ giới thiệu lại cho em về tổng quan lại cho em về phần hàng ghế đầu tiên Ồ, oh, Chiếc xe này Accent số tự động bản tiêu chuẩn này thì em đánh giá chiếc xe này thì nó tổng quan nó rất là sang trọng Tiếp nghiện nghi ạ Còn đây giới thiệu cho em về phần đèn trần này, đèn trần nó sẽ có 3 chế độ Mở cửa thì sáng hoặc luôn luôn sáng hoặc là chế độ luôn luôn đóng ạ Ok tiếp theo sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe này Accent số tự động bản tiêu chuẩn ạ đây giới thiệu cho em về động cơ này Động cơ nó sử dụng là động cơ Kappa 1.4 với công suất cực đại nó đang là 100 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ à. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ à. Còn dung tích bình nhiên liệu đó đang là 45 lít nhá. đó Về phần động cơ của chiếc xe Accent này thì nó là giống hoàn toàn với cả động cơ phiên bản trước nhá, Hoàn toàn giống nhau không có gì có sự thay đổi về động cơ ạ à. Còn đây giới thiệu cho em về bên trong này thì nó sẽ là có màu vàng, màu xanh này đó chính là nước rửa kính ạ à. Có đây là về động cơ động cơ nó là động cơ 4 sinh lanh thẳng hàng nhá, hình chữ Y đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đây là đó chính là cổ hút để lên rất là cao rồi. AQ là sử dụng quy khô nhá. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. Đó. Ok rồi, sau quay lại cho em về tổng quan về phần động cơ của chiếc xe Mazda Axen, số tự động bản tiêu chuẩn ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn của chiếc xe Axen, số tự động bản tiêu chuẩn ạ. À, giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. À. Tính năng an toàn của chiếc xe Hyundai Accent số tự động bản tiêu chuẩn này có như sau: có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hệ thống cân bằng điện tử xe này, hệ thống hỗ trợ khởi nhà dốc này, đèn báo phanh khẩn cấp này và có chế độ thì gương chống cho tự động chỉ duy nhất cho bản đặc biệt thôi nhá. Và hệ thống ổn định thân xe này, hệ thống ma hóa động cơ này, chống trộm này, hệ thống kiểm soát lực kéo này. Về túi khí thì bàn này nó chỉ có hai túi khí thôi nhá. Là cho bên ghế lái bên ghế phụ ạ. Còn bản đặc biệt nó sẽ có 6 túi khí là túi rèm cho hàng ghế trước và ghế sau ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó sẽ có 6 màu trên mà chọn ạ. Như là màu đen như mình đang xem ạ, màu trắng, màu bạc, màu đỏ, màu vàng cát và màu ghi vàng ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe này Accent số tự động bản tiêu chuẩn rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Hyundai cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn anh em muốn được review xe cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nha để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ còn em mà chưa đăng ký kênh em thì đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe hai tiếng giàu của em sẽ chuyên về giá xe tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ ok xin phép em sẽ dừng video ở đây chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn em đã xem video này của em ạ